Rồi combo này thì bốn cây ha anh em bốn cây linh sam quái trồng hạt ha bốn cây này nó thăng nó to ha nè dưới đây nó còn rễ nữa nè đó tại cái này em trồng hơi sâu quá đó, đó về anh em cắt cái rễ ra nó còn khúc dưới đây ha bốn cây này nói chung là nó khá to đó rễ nó khá dài anh em coi nè nó còn một khúc ở dưới nữa về anh em mình moi ra anh cắt cái bầu xuống đây khúc nè còn đây khúc rễ nữa ha đó bốn cây cây thứ nhất nè cây này ấm tạng ha anh em ấm tàn hết rồi em vô kẽm vô nhôm cho anh em hết rồi về mình càng chăm là nó càng dày tàn lại ha cái loại này thì bông hoa đầy đủ đó, cây này thì anh em coi nè tàn nó ấm hết trơn nè cây này hình như là bông trắng đó anh em nhưng mà em cũng chưa có gõ nữa Về anh em trồng từ từ nó ra bông thì nói chung lên sam á thì dòng nào chơi cũng được trơn nó chỉ khác nhau mà bông này kia thôi nhưng mà cái dòng nào chơi nó cũng im hết trơn ha Đấy, đây một cây nữa Mấy này thì nó còn một khúc ở dưới nữa nó Máy này nói chung là nó bự đó Nó, nó dài á anh em Tại mình trồng trồng sâu sâu cho cây mình nó mau phát triển á Chứ nó không có bị đổ ngã đâu ha Em coi tàn ấm hết trơn rồi nè đó. đó. Này thì còn mấy cây này thôi anh em đó, Cái lô này thì em giao lưu với anh em Giá 600k bao gồm phí ship ha anh em 600 bao gồm phí ship Anh em coi tàn ấm hết rồi ha Đó này lô này thì tàn nó ngon hết rồi